Hello anh em nha. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ đổ vô xe đạp cho con Hồng Nhan này nha anh em. Đó, đổ vô cực dễ luôn anh em. Đó. Anh em thấy không? Phong cảnh này đẹp không? Sáng sớm nha anh em. Đó. Xong nữa anh em. Đó. Ok, mình sẽ đổ vô cho con Hồng Nhan nha anh em. Đó, đổ vô chỉ có 4k thôi nha. Đó, 4k đổ được cái vô này kêu cực kỳ là ok luôn nha. Kêu trang Sibo luôn nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái vô nha. Ok, lên đây. Đây. Bô rồng đỏ đánh thức năng lượng rồng đó, thấy không? Đó, mình sẽ dùng hũng đỏ làm cái bô nha, kêu cực kỳ là lớn luôn nha anh em. Đó. Ok anh em, bây giờ mình sẽ uống hết hũng đỏ này và mình sẽ lấy làm cái bô nha anh em. Ok. Đây coi này nào. Đây. Coi hú nha. Tắt nha anh em, sáng sớm bật lên lát người ta đánh chết nữa đó. Ok, hũng đỏ hết rồi nha anh em. Đó, mình sẽ lọc ra chục. Đó, mình sẽ lọc cái vỏ này ra nha. Đây anh em, vào đây coi nè. Ngồi xuống, ngồi xuống. Anh em dùng hũng đỏ vậy nha. Đó, anh em thấy không? Anh em bóp ra vậy nè. Đó, anh em thấy cái dây thắng không? Anh em đút vô. Cái xe kia lúc trước câm nhiều mình làm được, không biết chiếc này mình làm được không nữa. Đó, anh em đút vô vậy nè. Rồi anh em quay. Ok, bây giờ mình sẽ quay thử cho anh em xem coi cái tiếng đó, âm thanh như thế nào nha. Nè. Không. Đó, tiếng cực kỳ là chất luôn nha anh em. Đó, y chân tiếng siêu bò luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ test cho anh em xem nha. Ok anh em, bây giờ mình sẽ chạy từ đây tới đẳng nha anh em. Đó, chỉnh lại cái bô cái. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đi nha. Ok. Ok anh em, bây giờ mình sẽ chạy đẳng tới đẳng nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem. Trời gắn vô. Đó. Ok. À, anh em thấy tiếng bô nó chắc không? Hả? Giờ mình sẽ chạy thêm vài vòng nữa nha anh em. Đó, anh em thấy cái bô nó chắc không? Đó, chạy cũng khá là ok nha. Không có được chạy nó nhưng mà quá. Đó. Bây giờ mới nha anh em, nó chạy.
đó. Anh em thấy cái bô này chắc không kêu trang xì bô luôn nha anh em. Đó, bô này khá là xịn nha. Nó chạy ngoài đường nẹt nẹt gặp cảnh sát giao thông bullet nẹt nẹt ok luôn nha anh em. Đó. Dùng hổ cũng đổi thế này thôi nha. Đó, không cần làm mấy kia cho nó cầu kỳ chi nha anh em. Đó. Anh em về làm thử nha. Đó. Đây, bóp lại dễ lắm, đút vô lại chạy à. Đó. Đây. Không. Còn anh em không muốn chạy nên anh em rút ra vậy đó không? Nó cũng không có rớt nữa. Còn anh em chạy thì anh em lấy chân anh em gạt vô đó, thấy không? Rồi. Đó, anh em không chạy nữa. Còn anh em muốn chạy thì anh em lấy chân anh em gạt vô nè. Thấy không? Dễ không? Đó. Nhớ gọn nha anh em. Đó. Anh em đi ngoài đường anh em thấy anh em lụm anh em gắn cũng được nữa. Đó. Cái này hồi đó mình có chơi nha anh em. Đó. Đó, anh em thấy đỉnh không? Đó. Đó anh em thấy cái bộ mình chắc không? Đây, đây cái cờ hủ này nha anh em. Đó. Thì đây là kênh phụ của mình nha anh em. Đó, kênh chính của mình là Hiếu Racing á. Đó anh em vô anh em xem ủng hộ theo dõi mình nha. Đó. Thì mình link mình sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Đó, kênh này là kênh phụ của mình, còn kênh chính mình là bên kia anh em có thể qua xem nha. Đó, bên kênh đó thì mình sẽ đăng những clip xe đạp độ anh em. Lâu lâu mình đăng vlog cho anh em. Đó. Đó thì video của mình kết thúc tại đây nha anh em. Đó anh em like nhớ trình một like một subscribe nha. Đó anh em nhớ chia sẻ bằng tay đồng hồ mình làm những video nha. Ok, bye bye.